Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình bình luận sẽ luôn có hai video và ra mắt cách nhau khoảng một tiếng. Đây là video chương trình bình luận 1 của ngày hôm nay, ngày thứ sáu 27 Tây tháng 10 năm 2023. Trong chương trình hôm nay, Việt Linh có một bài bình luận và một bản tin quan trọng xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bài bình luận đầu tiên với nhan đề Tại sao Mike Johnson còn nguy hiểm hơn cả Donald Trump? Bài của các tác giả Andrew Prokop, Russ Marcus, David Rothkopf và Jeremy Sunman. Kính thưa quý vị, dù quý vị có đồng ý với hành động của đảng Dân Chủ hay không, thì hậu quả là không thể phủ nhận được. Vâng, tôi biết rằng điều này bằng cách nào đó thì nó đã trở thành một nhận định gây tranh cãi. Có người bên, người chống. Như thể việc thừa nhận tội lỗi của đảng Dân Chủ bằng cách nào đó, nó sẽ bào chữa cho chủ nghĩa cực đoan của đảng Cộng Hòa và sự đồng lõa của những người được gọi là đảng Cộng Hòa ôn hòa. Và những tội lỗi đó là có thật, thưa quý vị. Tôi muốn nói đến cuộc lật đổ Kevin McCarthy bằng việc mời quý vị quay lại ngày 3 Tây tháng 10 với 208 đảng viên đảng Dân Chủ đã hợp tác với 8 đảng viên đảng Cộng Hòa bảo thủ cực đoan để lật đổ chủ tịch Kevin McCarthy. Phe nổi dậy đảng Cộng Hòa do dân biểu Matt Gaetz lãnh đạo, và ông ta là người luôn ghét bỏ Kevin McCarthy, đã rất tức giận vì McCarthy đã ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa bằng cách hợp tác với đảng Dân Chủ để thông qua dự luật chi tiêu tạm thời. Matt Gaetz và các đồng minh của ông ta không thể tự mình loại bỏ chủ tịch Hạ viện mà không có sự giúp đỡ của đảng Dân Chủ. Họ cần rất nhiều sự giúp đỡ, và đảng Dân Chủ đã ra tay với nhiều lý do để biện minh. Nhiều lý do trong số đó cũng khá thuyết phục, như là McCarthy đã bỏ lá phiếu lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. McCarthy đã cố gắng ngăn cản cuộc điều tra ngày 6 tháng 1 của Quốc hội. McCarthy đã tiến hành một cuộc điều tra luận tội mang tính đảng phái chống lại Joe Biden. McCarthy không thể tin cậy được. McCarthy từ chối nhượng bộ đảng Dân Chủ. Và McCarthy phần lớn phục tùng phe Trumpist. Các đảng viên Dân Chủ họ đưa ra một quyết định tồi, và họ biết rõ rằng kết quả cuối cùng có thể sẽ là một chủ tịch Hạ viện khác tệ hơn nữa. Họ biết rõ điều đó. Đảng Dân Chủ đúng ra thì họ đã có cơ hội ngăn chặn những kẻ cực hữu của McCarthy lạm quyền. Nhưng mà thay vào đó họ lại chọn giúp đỡ Matt Gaetz. Đó là một sự thay đổi mà Đảng Dân Chủ đã giúp nhóm đảng viên Cộng Hòa cực đoan thực hiện được giấc mơ. Và như vậy, các đảng viên Dân Chủ phải chịu phần lớn trách nhiệm về bất cứ điều gì tệ hại xảy ra tiếp theo trong tương lai. Bây giờ chúng ta trở lại tình hình mới nhất gần đây. Sau cuộc đấu tranh trong hỗn loạn kéo dài 22 ngày giữa các đảng viên Cộng Hòa để tìm ra người thay thế Kevin McCarthy, phe cánh hữu cực đoan và các thành viên chính thống trong hội nghị đảng Cộng Hòa đã quyết định chọn Mike Johnson, dân biểu Cộng Hòa của Louisiana, bất chấp thiếu sót kinh nghiệm chính trị và sự lãnh đạo hạn chế của ông ta. Như trong tất cả các thỏa hiệp tốt để giữ thể diện, thì vẫn còn một số mơ hồ về việc bên nào đang nhượng bộ nhiều hơn. Nhưng mà nhìn chung thì phe cánh hữu cực đoan được xem là đã giành chiến thắng. Những người theo đường lối cứng rắn cánh hữu cuối cùng đã chiến thắng khi mà họ đưa được dân biểu cực đoan MAGA Mike Johnson lên ngồi vào ghế chủ tịch Hạ viện, với sự ủng hộ gần như đồng lòng từ hầu hết các đảng viên Cộng Hòa. Nhiều người trong chúng ta, thưa quý vị, biết rất ít về cách
cách mà Mike Johnson sẽ giải quyết những vấn đề quản lý quyền lực như thế nào để tránh đạp lên bước chân của Kevin McCarthy, chẳng hạn như cách ông ta sẽ làm thế nào để giữ nguồn tài chính cho chính phủ và tránh việc đóng cửa. Tuy nhiên, nhìn chung thì Johnson là một phong trào bảo thủ gần với cánh hữu Cơ Đốc giáo. Johnson cũng là một đồng minh trung thành với Trump. Johnson cũng chính là người đã tích cực làm việc để giúp cựu tổng thống 45 cố gắng lật ngược chiến thắng của Joe Biden ở các tiểu bang chiến trường quan trọng trong năm 2020. Những người thua cuộc bao gồm nhóm lãnh đạo hiện có của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện. Tất cả đều đã khiến công chúng phải xấu hổ trong vài tuần qua. Và trong khi một nhóm đảng viên Cộng Hòa chính thống có được sự hài lòng khi mà họ hạ bệ được Jim Jordan, thì họ đã quyết định dừng lại thay vì tiếp tục mạo hiểm tạo thêm chia rẽ để tránh phải gánh vác trách nhiệm trước công chúng Mỹ. Khi mà thời điểm quan trọng với việc chính phủ có thể đóng cửa đang đến gần, người nguy hiểm nhất và cũng là kẻ chiến thắng đầu tiên, đó là Mike Johnson. Sau khi Kevin McCarthy bị hạ bệ cách đây 22 ngày, không ai có thể ngờ rằng nó sẽ kết thúc với Mike Johnson, một người ít được biết đến nhiều, không có quan hệ rộng rãi, lại có thể lên làm chủ tịch Hạ viện. Mike Johnson lần đầu tiên được bầu vào Hạ viện vào năm 2016. Điều này khiến ông ta trở thành chủ tịch Hạ viện có ít kinh nghiệm nhất kể từ những năm 1880. Kể từ năm 2021, Johnson là thành viên cấp thứ 5 trong nhóm lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, giữ chức phó chủ tịch hội nghị. Trước đó, Mike Johnson đã chủ trì Ủy ban Nghiên cứu Đảng Cộng Hòa, một cơ quan tổ chức gồm những người bảo thủ trong Hạ viện, những người hầu hết không thuộc phe cực hữu, để tham gia vào nhóm Freedom Caucus. Nhưng mà bây giờ, ông ấy bất ngờ trở thành chủ tịch Hạ viện. Phần lớn là do tất cả các ứng cử viên khác nổi bật hơn ông ta, từ Kevin McCarthy, Steve Scalise, Jim Jordan và Tom Emmer. Những người họ đã có quá nhiều kẻ thù. Vì hiện tại chỉ cần 5 lá phiếu phản đối của đảng Cộng Hòa là có thể đánh rớt bất kỳ ứng cử viên nào trên sàn Hạ viện. Cho nên việc có ít người ghét trong đảng thực sự nó quan trọng hơn là việc có được những người ủng hộ nhiệt tình. Kính thưa quý vị, chủ tịch Hạ viện mới là Mike Johnson không có kế hoạch bí mật nào để buộc Tổng thống Biden và 60 thượng nghị sĩ phải quỳ gối chấp nhận các giảm lớn chi tiêu chính phủ. Johnson có thể đang chơi lớn về việc thông qua 12 dự luật phân bổ ngân sách riêng biệt với phiếu bầu của đảng Cộng Hòa. Nhưng McCarthy đã đưa ra lời hứa tương tự vào tháng 1 và nhận thấy điều đó không thể thực hiện được. Và dĩ nhiên một thỏa thuận chi tiêu phải được cắt giảm với đảng Dân Chủ. Nếu không thì chính phủ sẽ đóng cửa và đảng Cộng Hòa sẽ bị đổ lỗi, làm mất đi cơ hội nắm giữ Hạ viện vào năm 2024 tiếp theo. Và hy vọng tốt nhất của Mike Johnson là ông ta có thể thuyết phục những người theo đường lối cứng rắn thư giãn một chút và cho ông ta nhiều thời gian hơn để thực hiện những thỏa thuận đó so với những gì họ đã dành cho Kevin McCarthy. Và người chiến thắng thứ hai là những người theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng Hòa. Dân biểu Matt Gaetz, người đã bắt đầu toàn bộ sự hỗn loạn này bằng cách lật đổ Kevin McCarthy, đã tóm tắt bài học của mình trên podcast của Steve Bannon hôm thứ Tư rằng việc chuyển quyền lực từ Kevin McCarthy sang MAGA Mike Johnson cho thấy sự thăng tiến của nhóm Freedom Caucus và quyền lực thực sự của đảng Cộng Hòa đang nằm ở đâu. Trong câu nói này, thưa quý vị, nếu mà quý vị để ý cách hành văn của Matt Gaetz thì ông ta nói rất rõ, gọi tên là Kevin McCarthy nhưng mà là MAGA Mike Johnson. Đây là một lời cảnh báo, bởi vì thực ra những người theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng Hòa, họ đã không có được một chủ tịch Hạ viện Jim Jordan như họ mong muốn.
Nhưng mà họ đã thiết lập vững chắc nguyên tắc rằng phe cánh hữu cứng rắn có quyền phủ quyết bất kỳ ứng cử viên nào mà hội nghị đưa ra. Sự thăng tiến bất ngờ đáng ngạc nhiên của Mike Johnson cũng là một chiến thắng cho phe cánh hữu theo đạo Cơ Đốc. Trong khi John Boehner, Paul Ryan và Kevin McCarthy đều ủng hộ các chính sách bảo thủ và coi quyền tôn giáo là một phần thiết yếu của Liên minh Đảng Cộng Hòa, thì Johnson lại theo phong trào đó, ủng hộ phong trào đó. Trước khi bước vào chức vụ dân cử thì Johnson là luật sư hàng đầu của một nhóm vận động pháp lý Cơ Đốc giáo và đã có chủ trương phản đối quyền phá thai và quyền của người trong cộng đồng LGBT. Nhưng suy cho cùng, thưa quý vị, tác động thực tế của chủ nghĩa bảo thủ của Mike Johnson sẽ bị hạn chế chừng nào mà đảng Dân Chủ còn kiểm soát được Thượng viện và Tòa Bạch Ốc. Một chủ tịch Hạ viện bảo thủ hơn không nhất thiết phải chuyển sang những chính sách bảo thủ hơn. Nhưng mà những người theo đường lối cứng rắn, cánh hữu, họ đã chứng minh rằng mặc dù họ có thể chưa hoàn toàn kiểm soát toàn bộ đảng Cộng Hòa, nhưng mà giờ đây họ là lực lượng mạnh nhất bên trong đảng Cộng Hòa. Tôi chính thức lên tiếng để cảm ơn tất cả anh chị em đã quảng đại giúp đỡ cho các giám mục linh mục hưu dưỡng Việt Nam trong 15 năm qua. Đó chính là một cái niềm an ủi cho tất cả các vị mục tử sau một đời hoạt động. Bây giờ đến lúc nghỉ ngơi cũng được vui tươi phần nào. Những cái đồng tiền của quý vị cũng là đồng tiền của mồ hôi nước mắt của bao nhiêu công khó. Nhưng mà quý vị cũng đã nghĩ tới các linh mục già yếu, bệnh tật để có một cái chút đóng góp vào quỹ tương trợ. Sự trợ giúp của quỹ hưu dưỡng các linh mục là một niềm an ủi, nâng đỡ cho các ngài về tinh thần, về vật chất. Mặc dù các ngài cao niên về hưu, nhưng các ngài không bị quên lãng bởi vì vẫn được rất nhiều người cầu nguyện cho và nâng đỡ về tinh thần cũng như vật chất. Tôi cũng xin một lần nữa gửi lời kêu gọi đến tất cả các vị ân nhân suốt thời gian qua đã giúp đỡ các linh mục hưu dưỡng và trong tương lai cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ. Trước tiên là tôi tạ ơn Chúa vì Chúa cho mọi người thương những kẻ về hưu nhiều hơn, rồi cho những người đó mỗi ngày góp phần vô để nuôi dưỡng những kẻ về hưu nhiều hơn trong số đó có thôi. Và người nguy hiểm thứ hai cũng là người chiến thắng lớn nhất trong canh bạc này, đó là Donald Trump, thưa quý vị. Trump hầu như chỉ là một người chơi nhỏ trong cuộc đua ghế chủ tịch Hạ viện. Những người theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng Hòa, họ không cần sự khuyến khích của ông ta để gây rắc rối cho các lãnh đạo đảng. Donald Trump đã phạm một sai lầm khi mà lên tiếng tán thành toàn diện Jim Jordan trước khi bỏ phiếu. Và chính điều này đã góp phần vào thất bại của Jim Jordan. Robert Costa của Washington Post đã tweet rằng Mike Johnson đã tham gia sâu vào các nỗ lực giữ Trump nắm quyền ngay sau cuộc bầu cử năm 2020. Johnson đã làm việc với các nhóm đồng minh của Trump và các nhà lãnh đạo bảo thủ theo cách phối hợp để bảo đảm rằng toàn bộ quỹ đạo đang hợp tác cùng nhau để giúp đỡ Trump tiếp tục nắm giữ quyền lực. Ngay từ đầu, Mike Johnson đã công khai tuyên bố sai sự thật rằng máy bỏ phiếu đã bị gian lận. Rồi vào tháng 12, Johnson đã sử dụng chuyên môn về luật hiến pháp của mình để đưa ra lời biện minh mang tính pháp lý cho việc loại bỏ chiến thắng của Biden ở các tiểu bang chiến trường quan trọng. Johnson đã tuyên bố rằng những thay đổi về chính sách bầu cử của tiểu bang được thực hiện trong thời kỳ đại dịch là bất hợp pháp, trừ khi chúng được thông qua các cơ quan lập pháp của tiểu bang và nhận được hơn 100 phiếu bầu. Johnson vẫn giữ lập luận đó cho đến tận ngày 6 tháng 1. Và ngay cả khi quốc hội triệu tập lại sau cuộc bạo loạn, thì Johnson đã bỏ phiếu bác bỏ chiến thắng của Biden. Giờ đây,
thì Donald Trump đã có một người trung thành thực sự ngồi trên ghế chủ tịch Hạ viện, sẵn sàng thực thi những chính sách có lợi cho đảng Cộng hòa, bảo vệ Trump và ra sức ngăn đường, cản trở kẻ thù không đội trời chung của ông ta, Joe Biden. Kính thưa quý vị, bây giờ nói đến kẻ thua cuộc đầu tiên là nhóm lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Kevin McCarthy, Steve Scalise và Tom Emmer là những thành viên hạng nhất, hạng 2 và hạng 3 trong đội ngũ lãnh đạo mà đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bầu ra cách đây chưa đầy một năm. Nhưng mà chỉ trong vài tuần qua, tất cả họ đều bị sỉ nhục một cách công khai khi mà giấc mơ làm chủ tịch Hạ viện của họ bị những người theo đường lối cứng rắn cánh hữu làm tiêu tan. Kevin McCarthy đã bị trút phế bởi chỉ có 8 đảng viên Cộng hòa cứng rắn cùng với tất cả các đảng viên đảng Dân chủ. Sau đó thì Steve Scalise chỉ giữ được hơn một ngày với tư cách là ứng cử viên chủ tịch Hạ viện trước khi tự bỏ cuộc. Và tuần này, Tom Emmer thậm chí còn ngắn hơn. Ông ta chỉ có tư cách ứng cử viên chủ tịch Hạ viện chỉ trong có 4 giờ đồng hồ trước khi bỏ cuộc. Giờ đây thì 3 đảng viên đảng Cộng hòa có vị trí cao nhất trong Hạ viện đều đang phải đối mặt với mối lo ngại về tương lai chính trị của họ. Đảng Cộng hòa đang có những người lãnh đạo mới và có thể không còn chỗ cho họ nữa. Và kẻ thua cuộc thứ hai là bất cứ ai mơ về một chế độ lưỡng đảng. Kính thưa quý vị, khi mà các đảng viên đảng Cộng hòa đấu tranh suốt thời gian dài để tìm ra một ứng viên được nhiều người đồng ý, thì nhiều nhà quan sát đã đặt ra một câu hỏi: tại sao một số đảng viên Cộng hòa không thể đạt được thỏa thuận với một số đảng viên đảng Dân chủ để chọn ra một người chủ tịch và điều hành Hạ viện từ trung tâm? Nhiều ý tưởng được chú ý nhất là việc trao thêm quyền cho chủ tịch tạm thời Patrick McHenry trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng mà nó tỏ ra độc hại đối với những người theo đảng Cộng hòa bảo thủ cực đoan. Họ muốn tránh xa mọi ý tưởng về một chính phủ liên minh. Một bài xã luận của Washington Post đã đổ lỗi cho đảng Dân chủ vì đã không bỏ phiếu hợp lý cho đảng Cộng hòa. Nhưng mà lập luận đó cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì Steve Scalise và Tom Emmer chưa bao giờ đi đến sàn Hạ viện để bỏ phiếu mà đã bỏ cuộc từ vòng ngoài. Đặc biệt là đối với Tom Emmer, một số đảng viên đảng Dân chủ có thể ném phiếu bầu của họ để tặng quà cho ông ta. Nhưng mà rõ ràng là Tom Emmer thực sự không muốn được bầu làm chủ tịch Hạ viện với phiếu bầu của đảng Dân chủ, bởi vì điều đó sẽ mãi mãi đánh dấu ông ta là kẻ phản bội đảng của mình. Tính đảng phái và sự phân cực nó vẫn còn rất cao, thưa quý vị. Một thỏa thuận với các đảng viên đảng Dân chủ có thể đồng nghĩa với việc kết thúc sự nghiệp chính trị của họ, và rõ ràng là không ai muốn chấp nhận rủi ro đó. Và bây giờ nói đến kẻ thua cuộc thứ ba, đó là sự ổn định của hệ thống bầu cử Mỹ. Sau khi Mike Johnson giành được đề cử chủ tịch Hạ viện của Hội nghị Đảng Cộng hòa vào tối thứ ba, một phóng viên đã hỏi ông ta về việc đã dẫn đến những thách thức của Trump đối với kết quả năm bầu cử 2020. Nhưng mà các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa có mặt trong phòng họp đã la ó lên và kêu phóng viên hãy im đi. Và Johnson đã từ chối trả lời và nói rằng câu hỏi tiếp theo. Vào tháng 1 năm 2021, khi mà Trump đang cố gắng duy trì quyền lực, thì lúc đó Hạ viện nằm dưới sự kiểm soát của đảng Dân chủ, nên hành động của đảng Cộng hòa tại Hạ viện nó không có quan trọng lắm, bởi vì hầu hết họ có thể bỏ phiếu để loại bỏ chiến thắng của Biden ở các tiểu bang quan trọng. Nhưng mà họ không chiếm đa số, nên thực tế là họ không thể làm điều đó. Nhưng mà tháng 1 năm 2025 là rất khác, thưa quý vị. Hạ viện họp để chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống, và Mike Johnson vẫn có thể là chủ tịch Hạ viện cho đến khi đó.
Và nếu như có một tranh chấp tương tự, trong đó Donald Trump phủ nhận chiến thắng của Biden, thì vẫn chưa rõ là Mike Johnson sẽ làm gì. Liệu Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát có chứng nhận chiến thắng của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 hay không? Với sự nắm quyền của Mike Johnson, điều đó có thể ít xảy ra hơn, và điều đó có những tác động đáng lo ngại đối với tình trạng của nền Dân Chủ Mỹ. Và lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, Mike Johnson là một luật sư về hiến pháp. Ông ta nắm luật rõ hơn Kevin McCarthy. Năm 2020, Johnson từng là người trung thành với Trump, phủ nhận kết quả bầu cử. Và năm 2024 sẽ xảy ra chuyện gì? Nhưng mà dù gì thì cũng phải quy trách nhiệm cho các đảng viên Dân Chủ đã đi sai một nước cờ. Họ không thể nào ngờ rằng một tay vô danh tiểu tốt nhưng mà lại rất nguy hiểm, có biệt danh như là Matt Gaetz đã gọi là MAGA Mike Johnson, sẽ ngồi vào ghế chủ tịch Hạ viện. Bởi vì chơi với một anh dốt và hèn thì vẫn hay hơn là đấu với một anh ngang tàn, có học thức và hiểu biết luật. Đảng Dân Chủ sẽ càng khó đối phó hơn. Mike Johnson là chủ tịch mới của Hạ viện, nhà lập pháp bảo thủ của Louisiana, người được New York Times mô tả là kiến trúc sư quan trọng nhất trong nỗ lực của các đảng viên Cộng Hòa trong Quốc hội nhằm lật đổ chiến thắng năm 2020 của Joe Biden, là người gây áp lực buộc các đồng nghiệp phải ký vào nỗ lực yêu cầu tòa án tối cao lật ngược cuộc bầu cử, lại hiện là người đứng thứ hai trong chức vụ tổng thống. Đó là một chiến thắng cho những kẻ cực đoan MAGA, một chiến thắng cho Donald Trump, một chiến thắng dành cho bất kỳ ai cho rằng cuộc bầu cử nên do các chính trị gia đảng Cộng Hòa quyết định thay vì cử tri. Và đảng Dân Chủ Hạ viện đã giúp biến điều đó thành hiện thực. Cho nên tôi thêm vào tên của những người thua cuộc thứ tư trong cuộc hỗn loạn kéo dài 22 ngày tại Hạ viện. Đó chính là các đảng viên đảng Dân Chủ. Và có một bản tin quan trọng liên quan đến nền kinh tế quốc gia, kính thưa quý vị. Đó là tăng trưởng kinh tế Mỹ tăng lên mức mạnh 4,9%, bài của Christopher Rigaber. Nền kinh tế quốc gia tăng trưởng với tốc độ mạnh mẽ 4,9% hàng năm từ tháng 7 đến tháng 9, bất chấp giá cả cao hơn, lãi suất tăng và dự báo rộng rãi về suy thoái kinh tế để chi tiêu với tốc độ nhanh. Bộ Thương mại cho biết nền kinh tế đã mở rộng trong quý trước với tốc độ nhanh nhất trong gần 2 năm và cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ hàng năm 2,1% của quý trước. Báo cáo hôm thứ Năm về tổng sản phẩm quốc nội, tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế cho thấy người tiêu dùng đã thúc đẩy sự tăng tốc, tăng cường chi tiêu cho mọi thứ từ xe hơi cho đến bữa ăn tại nhà hàng. Mặc dù tình trạng lạm phát trong 2 năm qua đã làm suy yếu quan điểm của nhiều người về nền kinh tế, nhưng mà hàng triệu người vẫn sẵn sàng vung tiền vào các kỳ nghỉ, vé xem hòa nhạc, đi ăn nhà hàng và các sự kiện thể thao. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ có thể là một dấu ấn cao đối với nền kinh tế trước khi tình trạng suy giảm ổn định bắt đầu trong quý hiện tại, từ tháng 10 đến tháng 12. Và kéo dài đến năm 2024. Tốc độ tăng nhanh dự kiến sẽ giảm bớt khi mà lãi suất vay dài hạn cao hơn. Về việc tăng lãi suất ngắn hạn của Cục Dự trữ Liên bang, làm giảm chi tiêu của các doanh nghiệp và người tiêu dùng, các nhà kinh tế dự đoán rằng tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại với tốc độ hàng năm chỉ là 1,5% trong 3 tháng cuối năm này. Một dấu hiệu của sự chậm lại sắp tới là chi tiêu kinh doanh cho máy móc mới và các thiết bị khác đã giảm 3,8% trong quý trước. Và sự thoái lui đó có thể phản ảnh chi phí vay cao hơn để tài trợ cho các giao dịch mua bán đó. Và các động lực tăng trưởng quan trọng khác trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
Chúng bao gồm sự gia tăng hàng hóa dự trữ mà các doanh nghiệp bổ sung vào kho và kệ hàng của họ. Lượng hàng tồn kho này tích tụ chiếm khoảng 1/4 mức tăng trưởng của quý trước từ tháng 7 đến tháng 9 và được coi là không có khả năng lặp lại. Sự gia tăng xây dựng nhà ở và căn hộ cũng thúc đẩy tăng trưởng trong quý 3, nhưng mà khi lãi suất thế chấp gần 8% và doanh số bán nhà hiện tại tiếp tục giảm, thì các nhà phân tích dự đoán nhà đất sẽ làm suy yếu nền kinh tế nói chung trong những tháng tới. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng đang chi tiêu nhiều hơn từ số tiền tiết kiệm của mình. Một sự sụt giảm cuối cùng có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng. Nhiều người, đặc biệt là những người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình, đang tăng cường sử dụng thẻ tín dụng. Những thẻ này hiện có lãi suất cao hơn nhiều sau khi Fed tăng lãi suất chuẩn lên khoảng 5,4%, mức cao nhất trong 22 năm qua. Nhưng mà nhìn chung thưa quý vị, thì người Mỹ chỉ tiết kiệm được 3,8% thu nhập của họ trong quý trước, giảm từ mức 5,2% trong quý từ tháng 4 đến tháng 6, và đặc biệt là thấp hơn mức trước đại dịch. Một loạt các yếu tố đã giúp thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng, đóng góp phần lớn vào tăng trưởng của nền kinh tế. Mặc dù nhiều người Mỹ vẫn đang cảm thấy chịu áp lực từ 2 năm lạm phát cao, mức lương trung bình đã vượt xa mức tăng giá và khả năng chi tiêu của người dân đã được nâng cao. Và lạm phát đang giảm dần. Báo cáo hôm thứ Năm cho thấy rằng, theo biện pháp ưu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Fed, thì nếu loại trừ giá thực phẩm và khí đốt thay đổi thường xuyên, thì lạm phát cơ bản đã chậm lại ở mức 2,4% hàng năm trong quý 3. Và con số này giảm từ 3,7% trong quý 2 xuống mức chậm nhất trong gần 3 năm. Mặc dù vậy, người tiêu dùng có thể sẽ hạn chế chi tiêu trong 3 tháng cuối năm và thị trường nhà ở cũng trì trệ, có thể sẽ kéo nền kinh tế đi xuống. Trong tháng này, gần 30 triệu người đã bắt đầu trả hàng trăm đô la mỗi tháng cho khoản vay sinh viên, và điều này có thể làm chậm khả năng chi tiêu của họ. Các khoản trả nợ đó đã bị đình chỉ khi mà đại dịch xảy ra 3 năm trước đây. Xin mời quý vị thính giả đón xem chương trình bình luận với video 2 sau một tiếng nữa. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video kế tiếp.